giá tiêu tăng mạnh, doanh nghiệp xuất khẩu than lỗ. Giá tiêu hôm nay ngày mùng 2 tháng 9 năm 2024 tại một số vùng trồng trọng điểm trong nước tiếp đà tăng mạnh 3.500 đến 5.000 đồng kg. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trung bình trên thị trường nội địa dao động quanh ngưỡng 149.000 đến 150.000 đồng kg. Cụ thể, ở khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng 4.000 đồng mỗi kg, đạt 150.000 đồng kg. Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai tăng mạnh 5.000 đồng mỗi kg, đạt 149.000 đồng kg. Giá tiêu hôm nay tại Đắk Nông tăng 4.500 đồng mỗi kg, đạt 150.000 đồng kg tại khu vực Đông Nam Bộ. Giá tiêu hôm nay tại Bà Rịa, Vũng Tàu tăng 3.500 đồng mỗi kg, lên mức 149.000 đồng kg. Giá tiêu hôm nay tại Bình Phước tăng 4.500 đồng mỗi kg, đạt 150.000 đồng kg. Giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai cũng tăng 3.500 đồng mỗi kg, đạt 150.000 đồng/kg. Nhìn bức tranh rộng hơn, giá tiêu đã có đợt tăng phi mã trong năm nay khi mức hiện tại cao gấp đôi so với đầu năm. Đỉnh điểm hồi tháng 6, giá tiêu đạt gần đỉnh 8 năm ở mức 180.000 đồng/kg. Câu chuyện về giá tăng cao luôn có ảnh hưởng hai mặt, sẽ có một nhóm hưởng lợi và nhóm chịu thiệt. Chia sẻ tại hội nghị sơ kết của Hiệp hội hồ tiêu, cây gia vị hồi đầu tháng 8 ông Hồ Trí Nhuận, giám đốc công ty Gohan cho biết khách hàng nhập khẩu là người được hưởng lợi nhiều nhất trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu chịu thiệt hại lớn. Thời điểm tháng 5, 6 lượng hàng xuất khẩu tăng đột biến. Đây cũng là lúc giá tiêu đạt đến 170.000 đến 180.000 đồng mỗi kg. Tuy nhiên, giá xuất khẩu chỉ khoảng 100.000 đồng kg. Các doanh nghiệp buộc phải mua giá cao, bán giá thấp. Trong khi đó, các nhà nhập khẩu bán với giá 140.000 đồng kg ở nước sở tại. Ông Nhuận chia sẻ, nguyên nhân của tình trạng này không chỉ đến từ nguồn cung suy giảm, ảnh hưởng bởi thời tiết và xu hướng chuyển đổi cây trồng của người dân, mà còn bắt nguồn từ giới đầu cơ. Theo ông Nhuận, nhiều người ôm tiêu từ đầu năm và đã chốt lời nhưng sau đó, họ lại mua với giá đỉnh. Tổng thể thị trường, người lỗ nhiều hơn người có lời. Người có lời thì chỉ khoảng 5.000 đồng kg nhưng người lỗ thì lên tới 30.000 đến 40.000 đồng mỗi kg. Thị trường biến động quá sốc không đơn giản là vì cung, cầu mà còn do đầu cơ. Tình trạng đầu cơ năm nay quá khủng khiếp, những doanh nghiệp lớn tấp đầu cũng phải chịu đau thương khá nặng, ông nói. Trao đổi với chúng tôi ông Lê Đức Huy, tổng giám đốc Simbe Co Đắk Lắc, một trong những doanh nghiệp xuất khẩu tiêu lớn, cho biết áp lực của doanh nghiệp hiện nay cũng đang rất lớn. Giá xuất khẩu trung bình của doanh nghiệp thấp hơn so với giá thu mua từ thị trường trong nước. Tuy nhiên, nông dân lúc nào cũng nghĩ doanh nghiệp lãi lớn thực tế với bối cảnh thị trường biến động mạnh hiện tại doanh nghiệp nào cũng phải cố gắng để duy trì tồn tại chứ đừng nói là phát triển ông huy nói nông dân không nên đầu cơ để giải quyết một phần nghịch lý thị trường hiện tại ông lê đức huy cho rằng điều quan trọng là các thành phần tham gia thị trường cần giảm tư duy đầu cơ với người sản xuất thì cần cung ứng sản phẩm ra thị trường chỉ giữ lại một phần tránh tình trạng người sản xuất lại đi vay mượn để đi đầu cơ găm hàng điều này trái với quy luật thị trường theo ông người nông dân nên có tư duy của doanh nhân và cần biết điều tiết trong việc bán hàng